Để thực hiện put get được hai POC với nhau thì các bạn sẽ phải đảm bảo rằng hai POC này sẽ kết nối với nhau thông qua một dây mạng hoặc là thông qua một cái network switch, tức là một cái switch mạng, và hai con POC này sẽ phải cùng lớp IP với nhau. Ví dụ trong trường hợp này POC master của chúng ta sẽ là 192.168.0.1, còn slave sẽ là 192.168.0.2. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái máy tính cài phần mềm TiaPoSo để chúng ta có thể lập trình được, và ba thiết bị này kết nối với nhau thông qua một cái switch. Trường hợp nếu bạn không có switch thì chúng ta kết nối trực tiếp hai con POC với nhau thông qua một cái dây mạng. Trước hết chúng ta sẽ mở phần mềm TiaPoSo V16 lên. Sau đó tạo một project mới và đặt tên cho project. Sau đó chọn đường dẫn lưu file, ở đây mình sẽ lưu ở thư mục download. Sau đó nhấn create để tạo project mới. Chúng ta sẽ mở open project view và thêm POC mới, add new device. Ở đây mình sẽ thêm POC master là S71215. Sau đó chúng ta sẽ đổi tên cho POC này thành master. Tiếp tục thêm một POC slave. Ở đây mình sẽ sử dụng POC S71212C làm slave. Sau đó chúng ta cũng đổi tên cho POC là slave. Tiếp tục chúng ta sẽ vào Device and Network để kết nối hai POC này với nhau. Các bạn sẽ kéo thả từ Master sang Slave. Sau đó chúng ta sẽ cấu hình địa chỉ IP bằng cách là các bạn bật chức năng View địa chỉ IP này. Lúc này hệ thống mặc định là Master 192.168.0.1, Slave là 192.168.0.2. Chúng ta có thể đổi địa chỉ IP bằng cách là click chuột phải chọn Property. Và các bạn sẽ vào Internet Address. Bởi vì hai POC này đã đúng với sơ đồ nối mạng của chúng ta, cho nên chúng ta không đổi POC nữa. Tiếp tục chúng ta sẽ vào chức năng Protect and Security, tìm đến Connection Mechanic, bật chức năng PutGet. Tương tự cho POC Slave, chúng ta cũng bật chức năng PutGet. Ngoài ra chúng ta cũng bật các bit hệ thống bằng cách là vào System and Clock Memory, bật hai chức năng này. POC Master cũng vậy, chúng ta cũng bật các bit hệ thống. Sau đó chúng ta sẽ vào POC Master, tạo một khối truyền thông Database, các bạn click Add New, lựa chọn Data Block. Mình sẽ đặt tên cho nó là Put Data 1. Sau đó chúng ta sẽ tạo một số tag ở trong Data Block này. Tag 1 định dạng bool. Tag 2 định dạng byte. Tag 3 định dạng integer. Tag 4 định dạng số thực. Cái này thì tùy project của các bạn sẽ tạo các tag khác nhau. Sau đó các bạn click chuột phải vào khối DB1, chọn Property. Ở mục Optimize, chúng ta sẽ bỏ chức năng Optimize. Sau đó nhấn Compile. Như vậy là chúng ta đã tạo được khối database cho Master. Bây giờ chúng ta cũng qua Slave và tạo khối database. Mình sẽ đặt tên cho khối này là Data 1. Để ID của khối data này khác với master thì chúng ta sẽ đổi ID của nó thành ví dụ như là 5 chẳng hạn. Lúc này nó sẽ hiển thị là DB5. Các bạn thấy lúc này đã hiển thị là DB5. Và số lượng tag cũng như là độ dài tag của master phải giống với slave. Do đó chúng ta sẽ quay trở lại master và copy các tag này và dán vào slave. Các bạn lưu ý là khi copy thì bao gồm copy cả data typer để hai con có độ dài bằng nhau,
Còn nếu các bạn muốn chắc chắn thì làm như thế này cho chính xác. Các bạn xóa khối DB của slave đi. Sau đó chúng ta sẽ copy DB của master. Sau đó dán vào slave. Nhớ là click vào khối program block, click chuột phải, chọn paste. Lúc này dữ liệu hai bên giống nhau rồi. Chúng ta đổi ID bằng cách là click chuột phải. Tại mục General, chúng ta nhập là 5. Và chúng ta đổi tên cho nó là Data 1. Lúc này nếu so sánh thì độ dài của DB Put Data 1 của Master và DB Data 1 của Slave là giống nhau. Chúng ta sẽ chia màn hình ra các bạn sẽ thấy được. Ở đây là của Slave, còn ở đây là của Master. Hai bên đã giống nhau rồi. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại main OB1 của master và bắt đầu lập trình put dữ liệu, ghi dữ liệu đến slave bằng hàm chức năng put. Chúng ta sẽ tìm đến cái chức năng communication, tìm đến S7 communication và kéo hàm put ra. Sau đó nhấn OK. Các bạn sẽ click vào đây và lựa chọn con PLC mà các bạn muốn kết nối. Ở đây là master, chúng ta sẽ kết nối với slave là con PLC slave này. Sau đó chúng ta sẽ quy định địa chỉ gửi và nhận dữ liệu giữa master và slave. Ở đây là địa chỉ data của slave, còn bên dưới sẽ là địa chỉ data của master. Do đó, địa chỉ data của slave, địa chỉ start bắt đầu là địa chỉ nào? Chúng ta sẽ kéo đến PLC slave, sau đó click vào khối data 1. Và địa chỉ data của slave chính là tên db.dbx0.0. Do đó, chúng ta sẽ nhập là db5.dbx0.0. Kiểu dữ liệu thì có nhiều loại kiểu dữ liệu để các bạn lựa chọn, nhưng mà theo mình thì chúng ta nên quy đổi về byte đi, để chúng ta sẽ là dễ dùng hơn, để chúng ta dễ dùng hơn. Và độ dài của nó là bao nhiêu? Độ dài chính là số lượng byte mà chúng ta gửi, chứ không phải là số lượng tag đâu nhé. Một số các bạn nhầm. Chúng ta sẽ vào DB5 của slave nhé. Các bạn thấy có 1, 2, 3, 4 tag thì quay trở lại ở đây nhập 4 là hoàn toàn sai này. 4 nhập ở đây 4 là không đúng đâu nhé. Nó không phải là theo tag mà là theo bao nhiêu byte. Và thủ thuật của mình ở đây rất đơn giản. Các bạn sẽ vào DB1 của master. Sau đó thêm một cái tag mới. Các bạn sẽ nhập là check length. Tên tag là gì cũng được. Sau đó ở đây chúng ta đặt định dạng là byte. Và các bạn sẽ nhấn compile. Lúc này nó hiện ở đây là 8 thì độ dài của chúng ta là 8. Dùng phần mềm Notepad để note lại. Độ dài của chúng ta lúc này là 8 đúng không nào? Sau khi mà dùng xong cái tag này thì chúng ta sẽ xóa nó đi. Chúng ta không cần nó nữa, chúng ta check xong rồi. Sau đó chúng ta compile lại và quay trở lại main. Chúng ta sẽ nhập lại. Độ dài của nó là 8 đúng không nào? Chúng ta vừa nốt nó mà là 8. Như vậy là chúng ta đã khai báo xong địa chỉ slave. Bây giờ chúng ta lại qua master. Master thì các bạn thấy là DB1 đúng không nào? DB1, DBX0.0. Các bạn thấy cái nào hiện đầu tiên? DB1, DBX0.0. Do đó trước hết các bạn sẽ chọn là byte đó. Kiểu dữ liệu ở trên này là byte thì ở dưới này cũng phải là byte. DB1 .dbx0.0. Sau đó độ dài ở trên này là 8 thì độ dài ở dưới này cũng vậy là 8. Khi mà các bạn quay trở lại khối hàm put thì nó xuất hiện ở đây rồi này. Slave là db5, dbx0.0, độ dài 8, kiểu dữ liệu là byte. db5, dbx0.0, độ dài 8, kiểu dữ liệu là byte. Còn master thì là db1, dbx0.0 và kiểu dữ liệu là byte. Như vậy là chúng ta đã khai báo xong cái địa chỉ. Sau khi khai báo xong DB thì các bạn có thể hiển thị trạng thái ở đây cũng được mà không hiển thị cũng được.
Thì để mà hiển thị trạng thái thì chúng ta sẽ lấy trực tiếp từ put db này luôn, put db done, put db errors, put db status. Ngoài ra thì chúng ta còn có là request, tức là khi nào thì chúng ta cần put. Do đó ở đây mình sẽ đặt một cái sung clock 1 giây, thường hự là clock 1 giây. Tức là mỗi 1 giây thì nó sẽ put một lần. Các bạn có thể thay bằng các cái clock khác, nhưng mà mình thông thường hay sử dụng clock 1Hz để mà put dữ liệu. Sau khi lập trình xong put dữ liệu thì chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng hai con POC luôn. Các bạn sẽ click vào master, sau đó nhấn POC sim. Master chúng ta đã mô phỏng xong rồi, tiếp tục chúng ta lại click vào Select và nhấn Simulation. Như vậy là chúng ta đã mô phỏng xong hai POC. Bây giờ chúng ta sẽ giám sát dữ liệu bằng cách là chúng ta sẽ mở Put Data 1 của Master. Chúng ta cũng mở Data 1 của Select, sau đó lựa chọn chức năng Split View này này. Các bạn thấy khối DB của master bên dưới chúng ta online lên, và khối DB của slave bên trên chúng ta cũng online lên. Bởi vì chúng ta đang sử dụng put cho nên là chúng ta sẽ gửi dữ liệu từ master xuống slave. Do đó mình sẽ modify giá trị tag ở trên master. Lúc này khi mà chúng ta nhập giá trị master thì slave cũng đã nhận được rồi.